Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Diêu Ô Tô. Hôm nay em Vũ Diêu Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc Hyundai Grand i10 nhập Ấn, sản xuất năm 2015. Vâng, một chiếc xe khá là đẹp, lăn bánh mới được có 4 vạn thôi nhá. Hạn đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022 và chiếc xe mang biển số Quảng Ninh 14A14483. Vâng, chiếc xe này thì lấy gốc Hà Nội luôn, nên là các bác nào ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh thì có thể Hà Nội thì là có thể là các bác mua chiếc xe này mà không mất 20 triệu tiền biển nữa. Quá là tuyệt vời rồi. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp và đang có mặt tại Vũ Diêu Ô Tô với vành la răng đa chấu rất là đẹp, 8 chấu này các bác này. Lốp láp thì dày dặn và lốp 2019. Sơn si của xe thì toàn bộ tổng thể sơn si của xe thì khá là đồng đều, hài hòa và cam kết cho các bác là xe không có đâm đụng, không ngập nước. Máy số chạy cực kỳ mượt luôn. Và con này là số tự động máy 1.0, nên là mức độ tiết kiệm nhiên liệu thì vô đối. Và tại Vũ Diêu Ô Tô thì đây là một con xe mà tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay. Và một chiếc Hyundai Grand i10 2015 tiết kiệm nhiên liệu với tích hợp rất nhiều chức năng luôn. Cảm biến lùi đằng sau, đèn nổ start top, rồi điều hòa auto, nội máy thì chất và êm. Với giá tiền con xe này thì chỉ có 310 triệu đồng thôi. Đã có ngay một chiếc sedan, xe hatchback rất là ngon luôn. Đấy, lốp láp dày dặn, chất chắc, form dáng đẹp, kiểu dáng rất là ok này. Đấy, những ai yêu thích cái dòng xe này với chiếc xe giá mềm như thế này thì hãy alo ngay cho em Vũ Diêu Ô Tô qua số điện thoại Vũ Diêu Ô Tô 0869158926. Cửa hàng em tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Và cũng cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành theo dõi và chia sẻ giúp Vũ Diêu Ô Tô. Đây, mọi người có thể nhìn phần đèn của chiếc xe này. Đèn sử dụng công nghệ bóng halogen, bầu đèn rất là sáng luôn, bầu đèn căng và riêng con này đi đêm thì cực kỳ là mượt luôn. Đấy, logo Hyundai nổi bật này. Đấy, các bác nhìn đó. Và phần cản dưới của xe thì không có một vết chảy xước nào nhá. Sơn si rất là đều luôn, màu sơn ghi bạc rất là sáng. Đấy, sơn si đồng đều, cản dưới đẹp, nét. Đấy, đèn gầm này cũng sử dụng công nghệ bóng halogen. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, rất là cân đối và hài hòa. Mặt capo thì các bác có thể nhìn là mặt capo rất là cân đối luôn, không có cong vênh. Đấy, cam kết cho các bác là xe không có đâm đụng, không ngập nước. Máy số chạy cực mượt và ổn luôn. Và cái dòng này máy rất là tiết kiệm nhiên liệu, máy 1.0 số tự động, nên là sử dụng mức tiêu thụ nhiên liệu của là xe chưa đến 5 lít trên 100 cây. Lốp bên này thì sử dụng lốp Briton 2019, hai bánh trước. Và thưa quý vị các bạn là chiếc xe sử dụng vành phanh đĩa trên hai bánh trước, phanh tăng chống đằng sau, kết hợp phanh ABS an toàn, lốp 165, 65 vành 14 nhé các bác nhé. Vâng, vành la răng 8 chấu rất là nét và hài hòa. Đấy, đúng form của xe luôn. Thế còn phần gương kính thì các bác có thể nhìn là xi nhan kết hợp trên tai gương và gương kính điều chỉnh luôn. Đấy, gương của dòng này thì cũng khá là to, tuy nhiên là không có gương cầu lồi, khả năng quan sát xuống dưới cũng hơi khó khăn một chút. Đấy, còn các cái phần cửa của xe thì rất là khít luôn. Các bác nhìn phần ốp cửa này. Ốp cửa xe rất là khít đều luôn. Đấy, không có một vết hở nào nhé. Đấy, cửa nèo rất chắc chắn và cảm biến cửa đây mở ra rất nhẹ nhàng. Đấy, tapi sạch sẽ, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Và các bác có thể nhìn, à cái này thì em đang tắt khóa để nổ rồi. Bây giờ ta sang bên để nổ start top để bật điện lên. Cái dòng chìa khóa thông minh để nổ start top này cũng có một cái ưu điểm rất là hay, nó rất là an toàn. Và mình đề đóm điện đóm đầy đủ luôn. Đấy, bật lên cái, ấn hai lần nhá thì nó sẽ bật lên. Đấy, cũng rất là tiện luôn. Con này thì đi được 3 vạn 9, gần 4 vạn thôi. Cũng khá là ít. Đấy, các bác nhìn tapi nhựa nguyên sần. Đấy, nhựa còn nguyên. Kính thì được dán phim cách nhiệt 3M và lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Keo chỉ này, mượt mà luôn, keo chỉ đều. Đấy, keo chỉ đều, răng cao su tốt, nét. Đấy. Và các bác nhìn bản lề của xe này. Bản lề nét căng luôn, đấy, từng cm. Phần nội thất bên trong của xe thì nội thất là ghế nỉ đen, ghế nỉ zin nguyên bản đen nhá. Còn chủ cũ người ta đã mua một bộ áo ghế, áo thương hiệu Bomex, vâng, và màu nâu. Đấy, ghế nỉ rất là đẹp luôn này. Đấy, ghế nỉ pha đen, pha màu nu rất là đẹp luôn. Đấy, táp lô sạch sẽ này. Đấy, điều con này thì không có màn hình chế nhá, mà màn hình zin nguyên bản là màn hình 6 đầu DVD 6 đĩa kết hợp với điều hòa điều chỉnh. Đấy, cũng khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên cái dòng này thì độ bền chắc của nó thì thôi rồi. Đấy, các bác nào yêu thích những cái dòng xe Hàn Quốc thì đây là một cơ hội. Vâng, một chiếc xe nhập Ấn đang có mặt tại Fuji Auto. Đấy, cửa thì rất là chắc chắn và đóng mở thì rất là êm chất luôn.
Đấy, tắp bi sạch sẽ và cam kết cho các bác là xe này không có taxi dịch vụ nhé. Đấy, kính lên xuống hoạt động hoàn toàn ok, keo chỉ mượt mà. Và đây là keo chỉ zin luôn này. Đấy, không có đâm đụng gì nhá. Con xe này thì được chủ cũ sử dụng khá là ổn luôn. Đấy, đi 4 vạn rồi. Máy móc thì chạy cực kỳ mượt. Đấy, chất. Nội thất đẹp, rộng rãi thoáng đãng và được bọc áo ghế rồi nên là nội thất nỉ của trong của xe thì sẽ khá là mượt luôn. Đấy. Ở đây, phần để mũ nón này, rồi chân này, các bác nhìn chân này, sạch sẽ luôn. Chân nỉ cực sáng và sạch luôn. Đấy. Lốp đằng sau này thì sử dụng lốp Ecopia 2017, tuy nhiên là lốp cũng hơi mòn theo thời gian một chút. Đấy, cái này thì cũng là một điểm trừ. Thế nhưng mà tuy nhiên thì lốp này còn đi phải 2-3 năm nữa cơ. Vâng, 2-3 năm nữa mới phải thay lốp nhé. Đấy, cũng là một cái điểm trừ của xe. Thế còn phần cản sau, các bác có thể nhìn đồng cản sau này, sơn xi rất là đều luôn. Con này thì trước bán là Hyundai Quảng Ninh. Thế nhưng mà thưa quý vị các bạn là xe biển gốc Hà Nội. Đấy, thế nên là bác nào ở Hà Nội, Sài Gòn quá là ok, không mất 20 triệu tiền biển nữa rồi. Cảm biến lùi đầy quanh xe. Đấy, đèn đóm của xe thì tương đối, vâng, bầu đèn khá là sáng luôn. Đấy, bầu đèn sáng láng luôn. Đấy. Logo của xe Hyundai i10 nổi bật luôn, rõ ràng, gạt mưa đầy đủ. Đấy, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, em mở lên này, cốp mở rất nhẹ nhàng luôn nhá. Cửa sau mở rất nhẹ nhàng. Các cái phần đuôi xe này các bác nhìn đều, đều luôn này. Các cái phần đinh tán, đinh hàn này còn nguyên luôn. Đấy, không có đâm đụng, cam kết cho các bác là xe không có đâm đụng, không ngập nước. Máy số chạy cực mượt. Vâng, và ốc thì chưa có tháo mở một chút nào. Ốc bản lề này, đều luôn này. Keo chỉ mượt này. Đấy, keo chỉ đều luôn. Đó, keo chỉ rất đều luôn. Rồi, không gian để đồ thì cũng khá là rộng. Và đây, sàn này rất rộng rãi, thoáng này. À, các bác có thể nhìn này. Đấy, lốp con này thì sử dụng lốp sơ cua, là lốp Lexan. Và quý vị các bạn có thể nhìn là phần sàn của chiếc xe thì đã được dán sàn 3M dày. Đấy, chống ồn rất là tốt, hiệu quả. Đấy, và chống ồn rất là tốt luôn. Đồ nghề thì đầy đủ nhá các bác nhá. Đây là kích lốp này, còn đây đồ tháo mở này. Đấy, đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì. Đó. Đấy, các bác nhìn sàn để mũ nón này. Cũng rất rộng luôn. Đấy, những gia đình nhỏ gọn đi cái dòng xe i10 này là cũng là một lựa chọn rất là tốt. Các bác đi những cái chiếc xe này về độ nhỏ gọn, luồn lách trong khu vực chật hẹp, rồi đi cũng xếp trước các thứ, các vị trí, rồi đi lại cũng rất là tiện luôn, nó không phải giám sát quá nhiều về cái kích thước của xe. Đấy, thế nên là mình cũng tự tin lái hơn. Vâng, những dòng xe nhỏ gọn, máy số rồi nó cũng rất là nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, và đi gia đình thì quá là tuyệt vời rồi. Gia đình trẻ con ngồi sau, người lớn ngồi trước cũng được. Đấy, hoặc là cũng có thể là mẹ bỉm sữa hay là gì đấy thì mình đi lại những cái dòng xe này cũng rất là tiện. Đấy, và đặc biệt là những nhà nào không có không gian rộng rãi thì mua những chiếc xe này, nó kích thước nó chỉ hơn 3 mét một chút thôi, cũng rất là gọn. Và đấy, nó còn tapi, tắp nước các thứ, điều khiển kính này, các bác nhìn cửa kính này hoạt động hoàn toàn ok luôn. Đấy, kính này, tất cả các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường, nói chung là không có gì. Chốt cửa điện này, gương kính cụp xe này, điều chỉnh điện luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Thế còn con này thì được chủ cũ khuyến mại thêm một cái lót tựa lưng bằng cao su thiên nhiên. Đấy, cũng là một điểm cộng của chiếc xe. Đấy, cái áo ghế này thì đã sần theo thời gian rồi. Cái này chắc là để lâu, nó đồ áo ghế đảo nên là nó cũng không được nét cho lắm. Đấy, nó xày chày rồi. Đấy, vì cái tội là người lái hay ngồi đây chứ người ngồi xung quanh không mấy, thế nên là nó cũng chày rồi. Cái này thì theo form của chủ nhân thôi. Thế còn đâu thì phần không gian nội thất thì các bác có thể nhìn vô lăng của xe thì nhựa nó còn nguyên sần này, logo nổi bật đẹp luôn. Túi khí đây, còi cũng được. Vâng, phím tích hợp âm thanh đây. Thế còn đây là phím cài đặt các cái chế độ của xe. Đây các bạn nhìn chế độ bên này. Đấy, đầu đĩa CD hay là cái gì đấy thì đều ở đây hết nhá. Đấy. Thế còn đây là cái cài đặt chỗ đồng hồ công tơ mét. Đấy. Máy chip này. Chip A, chip B. Đấy, và con này thì lăn bánh được có 4 vạn thôi các bác ạ, 3 vạn 9 này. Đấy. Các cái đồng hồ này thì không có gì đâu nhá. Tí nữa ta để nổ thì mới biết được. Thế còn gạt mưa, gạt kính, điều chỉnh nhiều chế độ luôn. Đấy, các bạn đây, các bạn nhìn là đấy, gạt mưa sau rồi, các bạn nhìn này, đấy, gạt mưa sau đấy, đấy, hoạt động hoàn toàn ok nhá. Thế còn đầu đĩa CD 6 đĩa, à 4 đĩa, con này có 4 đĩa thôi, đấy, rất nhiều chức năng, 6 đĩa,
FM này, CD này, media, âm thanh đấy, cài đặt chế độ âm thanh thì nói chung là chắc không có gì. Loa đài đầu đĩa, cái này thì bác cắm USB vào đây cái là ok thôi. Thế còn đồng hồ, điều hòa thì điều chỉnh cơ thôi, chỉ vặn các cái núm này là ra ok. Vặn tốc độ gió này, điều chỉnh nhiệt độ và cửa gió đây. Đấy, cái tay cần số thì cũng tương đối. Vâng. Máy số thì mượt mà, số má thì nó hiển thị màu lên luôn, đèn sáng luôn, nên là rất rõ ràng. Đấy, số lùi đây. Đấy. Lùi liếc các thứ đầy đủ luôn. Thế còn tay phanh này, một chiếc xe phải nói là khá là nét. Đấy, học đồ đây. Thảm nỉ này, sạch sẽ luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Trần nỉ này. Rất là sạch. Con này thì được chủ cũ sử dụng rất là giữ gìn. Đấy, trần nỉ rất là sạch luôn này. Đấy. Rồi, ta đi đời nổ chiếc xe nhé. Con này đời nổ start top nhé. Chìa khóa em đeo dây đây. Đấy các bác này, chìa khóa đeo dây. Đấy, đời nổ start top này. Ôi, lại bác 819 gọi. Rồi. Đấy, em đời nổ chiếc xe này. Máy số cực mượt luôn. Và con này vòng tua chỉ có 1.000 trên phút thôi. Vòng tua khá là nhỏ. Đấy. Mở capo lên. Đấy, đóng vào cái lại cảnh báo đấy, đúng là hàng đề nổ start top nó an toàn như vậy đấy. Vâng, con này thì sử dụng động cơ Kappa thế hệ 3, máy 2015, máy 1.0 của Hyundai, máy số cực kỳ mượt luôn, chạy cực kỳ nét đấy các bác nhìn này, máy không rung bạc luôn nhé. Vâng, cái dòng Kappa của Hyundai nó rất là êm luôn và nó tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, khỏe khoắn, là một công nghệ mà đến bây giờ vẫn chưa có gì thay thế cả. Vâng, máy Kappa đấy các bác này. Còn đây là cụm phanh ABS an toàn này, phanh trước là đầy đủ luôn nhé. Các cái ốc chân máy này, nó chắc chắn luôn đấy. Và các bác nhìn phần sườn ốp của xe này, các cái phần sườn đinh hàn đinh tán còn nguyên, ốc vẫn bắt đấy. Và các cái phần tai đèn này đấy, phần tai đèn đây nét lừ luôn đấy. Máy số chạy cực mượt luôn và các cái ốc thì vẫn còn ngon đấy, bắt rất chặt đều luôn. Và cam kết cho các bác là keo chỉ này mượt đều luôn này. Đấy nhá, keo chỉ rất là đều luôn. Đấy, keo chỉ capo rất là cân đối. Đều. Đấy, mượt mà, máy chạy cực êm và khô. Máy số rất là khô luôn nhá. Đấy, các bác nhìn phần dưới này, các cái phần khung xe này, đấy các bác nhìn nhá, khung xe. Cam kết cho các bác là không có đâm đụng nhá. Máy không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, gầm này. Sáng luôn, không dầu mỡ này. Gầm sáng sạch, không dầu mỡ một chút nào luôn nhá. Phần bên này thế đây, gầm rất là sáng thoáng luôn. Đấy, rất là thoáng, gầm bệ sáng. Nói chung là các bác cứ thích gầm thì đây em quay gầm cho rất là rõ nét rồi, cũng không có gì cần phải hỏi han gì nữa. Vâng, một chiếc xe rất là chắc, 2015 số tự động nhập khẩu Ấn Độ. Đấy, rất là nét. Đấy. Vâng, một chiếc xe đẹp mà chưa đi thử thì hơi phí. Rồi, ta sẽ đi thử chiếc xe này để cùng cảm nhận về chiếc xe Hyundai Grand i10. Vâng. Đây, thưa quý vị các bạn, không gian ở trong chiếc xe thì tương đối khá là rộng. Đấy, cũng không phải là nhỏ hẹp. Đóng kính điện lên để cho quý vị cảm nhận cái độ chất của xe khi mà đi ở những cái cung đường nó chật hẹp. Đấy, lại số tự động rất dễ dàng sử dụng nhá. Cần số thì rõ ràng. Đấy. Máy số rất là nhẹ và không có hiện tượng nhào lái. Đấy, máy eco luôn các bác nhé, nên nó rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 5 lít trên 100 cây thôi. Đấy, em đi đường rất là mượt luôn này, và với cái đường này nhá, vòng cua rất là nhỏ, cái xe nhỏ gọn này nó có thể cua rất là tiện luôn. À, em cua phát này các bác nhìn nhé. Đấy, lái rất nhẹ luôn, trợ lái của xe rất là nhẹ. Đấy, thấy chưa các bác. Đấy, lái rất nhẹ nhàng và thả tay lái ra thì không có một hiện tượng nhào lái gì cả, rất là cân đối hài hòa luôn. Máy số chạy cực mượt êm chắc đấy, và trần thì sạch sẽ, không gian thoáng đãng. Xe này dành cho gia đình nhỏ với cặp vợ chồng với những đứa trẻ con, có thể là trẻ con thì chơi bời, còn đâu ta thì có thể lái đi shopping, đi chơi về quê đấy, cũng rất là tiện. Và đặc biệt là những bác nào nhà thành phố mà không gian nhà thì nó nhỏ gọn thì có thể mua được những chiếc xe như thế này. Các bác đi thì nó rất là tiện luôn, để đâu cũng được, vứt đâu cũng gọn. Chứ mua những cái dòng sedan thì nó quá dài, hoặc là những mẫu bán tải thì dài hẳn thôi, nó
dài gấp rưỡi những con này, và nó chiếm rất nhiều diện tích luôn, cũng không có gì là tốt cả đấy. Thì những cái dòng này vừa nhỏ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, mà đi thì còn lâu mới biết hỏng là cái gì đấy. Đường gồ ghề này thôi, nhưng mà gần như ngồi trong này là không có tiếng gì luôn, không có tiếng cọc cạch hay là gì cả đấy, chỉ có nghe gần như là cái tiếng lốp lốp nó bám vào thôi đấy, chứ còn đâu không có gì đấy. Và với cái giá tiền thì rất là yêu thương thôi, chỉ 310 triệu đồng đã có ngay một chiếc xe thương hiệu Hàn Quốc nhập khẩu Ấn Độ rồi, Hyundai Grand i10 đấy, rất là rẻ, đang có mặt tại cũng nhiều thôi. Những ai mà yêu thích chiếc xe này thì cứ alo ngay cho em Vũ Duy Auto, và số điện thoại Vũ Duy Auto 0869 158 926 nhé. Cửa hàng em tại Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, rất là đại, được phục vụ quý vị và các bạn. Và cũng cảm ơn quý vị các bạn quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh giúp Vũ Duy Auto. Đây chị đã góc bên này này, một chiếc xe rộng rãi, thoáng đãng, tuyệt vời, đang có mặt tại em Vũ Duy Auto, đang chờ đón quý vị các bạn đến xem xe và cảm nhận. Đấy, rất là rộng luôn, không gian rộng rãi, lái cảm giác lái rất là nhẹ nhàng, chắc chắn. Đấy. Ô, chà, chà, chà. Vâng, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau, và chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời nhất. Xin chào. Đấy. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.